Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt của mình. Thì lúc trước mình có giới thiệu cho các bạn cái ngân hàng Sitra của Hồi giáo các bạn. Rất là tuyệt vời, và hôm nay nó đã có cái app các bạn. Ha, rất là đã luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn tải app nha. Rồi. Các bạn biết rằng cái app nó tăng chóng mặt luôn các bạn. Việt Nam của chúng ta vẫn đứng ở vị trí thứ 5 các bạn, đã 229.300 thành viên rồi và đã đào được 540.000 coin các bạn. Trong khi đó Bangladesh đứng vị trí thứ 4 là 38.800 thành viên và đào được 1.420.000 coin các bạn. Tức là 1,42 triệu coin. Và đứng thứ 3 là Indonesia, 90.700 thành viên và đào được 3,19 triệu coin. Đứng thứ hai là China, tức là Trung Quốc, là 91.400 thành viên và đào được 1,17 triệu coin. Nigeria đứng số 1 các bạn với là 192.000 thành viên và đào là tổng cộng là 4,25 triệu coin các bạn. Khủng khiếp chưa? Đó, cho nên là các bạn hãy đăng ký cái app này. Hãy đào được các bạn. Và các bạn biết là tổng cung có tổng nó đào được là 32 triệu rồi. Tổng coi. Và thành viên là 608.000 các bạn. Rồi, nhưng mà cái app này á các bạn, khi mà các bạn đi vô cái website của nó các bạn, thì các bạn không thấy cái thông tin gì ngoài cái bốn cái nút này. À, cho nên là có nhiều bạn nói rằng là cho nó là lừa đảo scam. À, thì đừng có mất công thời gian. À, tuy nhiên thì mình nghĩ là nó đang phát triển thôi. Với lại nó là miễn phí các bạn, nó không mất gì cả. Cho nên là chúng ta cứ đào. Thì sau này nó có vấn đề không tốt thì chúng ta bỏ thôi các bạn, không có gì cả. À, tuy nhiên mà nếu chúng ta không đào ngay sớm á, mà nó sau này nó có ngon á, thì các bạn chúng ta mất cơ hội. À, cho nên là việc chúng ta có đào nhanh hay chậm á, có việc là chúng ta có đào hay không đào á, về việc scam hay không scam á, hiện bây giờ nó cũng không có nói là được cái điều gì hết á. Ha. Rồi, cho nên là thì các bạn thôi, suy nghĩ các bạn sợ scam mất thời gian thì các bạn không chơi. Còn các bạn nào mà cảm thấy miễn phí thì cứ chơi, biết sau này nó lại cập nhật hết sao. Ha, thì lúc này nó ngon. Hiện bây giờ nó chưa cập nhật. Rồi bây giờ chúng ta hãy tải cái app này các bạn nha. Bằng cách là các bạn đi vào CS Play nha. Thì hiện bây giờ mình thấy trên CS Play, không biết là trên iOS có chưa. Ha, các bạn search giúp mình là gì ạ? Sitra Ben. À, Sitra Ben các bạn. Sitra Ben các bạn, chứ không phải là Sitra Network nha. À, không có đúng không? Chúng ta không có thì chúng ta đi vào cái Twitter các bạn. Twitter nha. Rồi các bạn search giúp mình. Đây đây các bạn search chỗ này. Search cái này. Đó. A cộng Sitra Ben á, nó sẽ có ha. Nó được 23.565 người theo dõi nha. Các bạn sẽ thấy nè, sẽ có một cái bài viết của nó về, nó nói về cái việc mà nó đã có cái app rồi các bạn. Đây chúng ta kéo xuống nha, chúng ta kéo xuống, kéo xuống. Đây nè các bạn. Ha, bấm dịch nè. Người dùng Android, bạn có thể tải xuống ứng dụng Sitra Ben từ cửa hàng Google bằng cách sử dụng liên kết sau. Đây, liên kết nè. Bấm vô. Được chưa? Sitra Ben. Wata IT gì nè. Đó, thấy chưa? Rồi chúng ta bấm cài đặt các bạn. Đó, cái logo của nó đó các bạn. Đó, thì cái app này chúng ta hãy cài vào ha, chúng ta đào cho nó khỏe các bạn. À, các bạn nào chưa đăng ký Sitra Ben này, các bạn có thể đi vào mô tả video đăng ký các bạn nha. À, khi đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được hai cái gì đó, hai Sitra nha. Mỗi ngày các bạn đào các bạn được nhận hai Sitra. Rồi thì nó chỉ có đường link chứ không có cái mã giới thiệu nha, các bạn phải bấm vào đường link. Rồi chúng ta bấm OK. À, rồi chúng ta bấm mở các bạn. Đó, thấy cái ra logo thì nó sẽ giống như cái ở trên web thôi các bạn. Rồi chúng ta hãy bấm vào điền cái email và cái mật khẩu mà lúc trước các bạn đã đặt đó.
Rồi tạm thời mình đặt, các bạn đặt xong các bạn bấm login nha. Nhớ là cái mật khẩu và cái email lúc trước các bạn. Rồi mình tạm ngừng mình đặt nha. Các bạn đăng nhập cái email và cái mật khẩu vào, các bạn bấm login thì nó ra như thế này, là các bạn hãy bấm vô cái ô check này nha. Rồi nó kêu là vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có chứa một con chim cánh cụt trên băng. Hả, con nào trên băng các bạn kích vào. Băng nè, băng nè. Băng nè, băng nè. Ha, kích vào. Băng, 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 băng. Rồi bấm kiểm tra. Đó, à, đây các bạn thấy chưa? Hả, nó đi vô thì nó vô cái app luôn các bạn, thì nó cũng y như trên web thôi, nó không có cái gì khác, nó không có cái chỗ liên hệ, nó cũng không có cái gì khác để mà hỗ trợ chúng ta ngoài cái app này. Đó thì bởi vì nó chưa có cái gì hết cho nên là người ta bảo là nó scam. Thì bây giờ scam hay không cũng không biết nữa. À, tuy nhiên thì mình nghĩ là cứ đào trước đã. Sau này mà nó không ok thì chúng ta bỏ thôi, còn nó ok thì chúng ta làm tiếp. Vậy thôi các bạn. Chứ bây giờ mình nói không scam, các bạn nói scam thì cũng quê thôi, cũng ai có ai biết gì đâu. Nó mới mà. Nó mới rồi, có khả năng là nó chưa cập nhật hết thì sao? Sau này nó cập nhật đủ thì sao? Đúng không? Đó, cho nên là tùy các bạn thôi nha. Cái đó thì không ai ép ai được. Rồi cái đường link này mình để trong mô tả video, các bạn nào chơi thì ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link này. Bấm vô đăng ký rất dễ dàng. Video đăng ký mình nó đã để trên mô tả video luôn, rất là dễ dàng. Trong bình luận đầu tiên cũng có. Các bạn cứ làm theo là được, rất dễ dàng. Ha. Chúng ta có cập nhật đó các bạn, cái tốc độ mà tăng thành viên nó chóng mặt luôn các bạn. Và trên các group Facebook mình thấy người ta lan truyền cái app là cũng khủng khiếp lắm. Ha, chóng mặt. Rồi. Thì mình ở vị trí thứ 5 ha, vị trí thứ 6 vẫn là Mỹ, 22.400 thành viên các bạn và đào được 51.500 coin rồi. Và thứ 7 thì là Indonesia, Ấn Độ các bạn, 19.600 user và đào được 439.000 coin nha. Khủng khiếp. Rồi. Thì đây là ngân hàng của Hồi giáo ha. Rồi các bạn làm thì các bạn hãy làm nhanh để sau này nó giảm hay cái gì đó thì chúng ta không đào được nữa. Rồi sao ngon thì có gì ngon thì mình cập nhật tiếp cho các bạn. Các bạn yên tâm, đừng lo. Rồi, các bạn hãy bình luận với video nếu như các bạn cần hỏi gì nha. Còn không thì các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải để mình có các thông tin mới cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại lần sau.